Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân tướng học và ứng dụng của Đạo Phật vào trong cuộc sống. Quay trở lại với video hôm nay, mình cũng sẽ tiếp tục hữu duyên với bạn này sinh năm 1972. Năm nay cũng đã 52 tuổi. Và sở dĩ mình phân tích tướng tài của bạn này là bởi vì ở trang fanpage bạn này có nhắn tin với mình một dòng tin nhắn như thế này. Là bạn này chỉ muốn một điều, khi mà mình về già thì nó được một cái cuộc sống nó tương đối là đầy đủ, chứ không cần phải giàu sang phú quý, để cho bạn này muốn làm được những cái điều phúc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở những giai đoạn tuổi về già của mình. Đây thực sự là một điều mong ước và cũng là một cái điều tâm nguyện lớn. Cho nên mình thấy được cái thiện tâm của người này, cho đó mình muốn phân tích và chia sẻ. Và thực sự mà nói, nếu như mà trong cuộc đời của chúng ta, ở một cái độ tuổi nào đó mà chúng ta cũng đã từng nghĩ đến điều này khi mà lúc về già, thì mình nghĩ rằng đây chính là một cái điều phúc báo không thể nào tốt hơn đối với những người nào mà đã từng nghĩ đến điều này. Ở một cái trong kinh, ngày xưa vào thời của Đức Phật, có một cái ông lão kia, ông gia đình của ông này rất giàu có, ông xây dựng nhà cửa rất nhiều, nhà to nhà nhỏ, hướng đông hướng tây vân vân, xây rất nhiều, sớm ngày tất bật xây dựng nhà cửa cho con cháu. Thì Đức Phật mới có một cái nhân duyên, Đức Phật mới quán xét và thấy được cái ông lão này, ổng cứ vất vả như vậy đó. Cho nên Đức Phật có một lần đến với nhà của ông gia chủ này, mục đích là muốn thuyết giảng cho ông này, ổng hiểu được đạo lý của nhà Phật, mà cũng muốn cho ông này không phải vất vả thêm nữa vì phải chật vật vất vả lo của cải tài sản cho con cháu. Bởi vì Đức Phật thấy được rằng trong cái thời gian sắp ngắn rất tới, sắp tới, ông này sẽ bị mất mạng và muốn lại hóa độ cho ông này. Và có một ngày Đức Phật đến và Đức Phật cũng muốn khai thị cho ông lão này. Nhưng mà ông lão này này, ông từ chối. Ông nói rằng là vì công việc của ông quá bận, cho nên Đức Phật đành chỉ tặng một cái câu kệ cho ông ta thôi. Nhưng mà sau khi Đức Phật quay lưng ra đi, thì khi mà ông lão này đang xây nhà thì cái tai nạn đã xảy đến với ông lão, và tính mạng của ông ta cũng không thể nào thoát được. Rõ ràng cái câu chuyện này chúng ta có thể thấy được rằng là trong kinh Phật đã từng dạy, một người mà họ sống biết đủ, tuy rằng họ nằm trên đất vẫn thấy được một cái sự an lạc. Người mà sống không biết đủ thì dù ở thiên đường đi nữa thì cũng không thể vừa ý được. Chúng ta thấy Đức Phật và các đệ tử của Ngài, gia tài chỉ có 3 y và 1 bình bát, nhưng mà vẫn an lạc tự tại. Bởi thế mới biết rằng con người khổ là vì quá nhiều lòng mưu cầu, ham muốn. Chỉ khi nào dứt trừ được tham dục, dừng lại những tạo tác do mê lầm, mới cắt được, đứt được phiền não và đi đến tìm thấy một cái sự an lạc hạnh phúc thật sự. Cho nên ở cái video này, mình muốn chia sẻ và truyền tải đến các bạn một cái đoạn kinh ngắn, để thấy được rằng những người nào họ có một cái suy nghĩ như vậy, chắc chắn đây sẽ là một điều phúc báo về sau. Và quay trở lại với video này, chúng ta sẽ cùng đi phân tích và chiêm nghiệm xem về nhân tướng, cuộc đời, vận mệnh của người này nó sẽ như thế nào, để cho chúng ta cùng học hỏi, chia sẻ những cái điều hay. Trước tiên chúng ta thấy về phần tổng thể của nó.
tướng diện của người này ở những cái giai đoạn đầu chúng ta thấy nó không đẹp lắm. Có thể ở thời tuổi trẻ của người này sẽ rất vất vả về mọi khía cạnh của cuộc sống, từ công việc, sức khỏe, tình yêu, hôn nhân, con cái, v.v. Những cái đốt này nó cho chúng ta thấy được cái điều đó. Chúng ta thấy thêm nữa, lòng bàn tay của người này khá rộng. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng đây là một người có tính tình phóng khoáng, rộng rãi. Họ là một người biết yêu thương, có một cái sự quan tâm, lo lắng đến người khác, rất khéo trong việc chăm sóc. Đồng thời họ cũng là một người thích tự do, có khả năng nghệ thuật. Nhưng mà cái khuyết điểm lớn của người này, đó chính là cái sự cảm xúc của người này. Những người này họ rất dễ cảm xúc, rất nhạy cảm, đòi hỏi chúng ta phải tinh tế khi tiếp xúc với những người này. Bởi vì không ai sẽ làm vì họ bị tổn thương, hoặc là một cái điều trắc ẩn nào đó sẽ khiến cho họ phải lao tâm khổ trí rất nhiều. Thực sự đây cũng là một cái ưu điểm, nhưng mà nó cũng là một cái khuyết điểm đó. Không hoàn toàn xấu, cũng không hoàn toàn là tốt. Chúng ta lại thấy thêm nữa ở những khu vực này. Đường chỉ tay của người này cũng khá nhiều, khu vực giữa bên đường. Cho thấy người này họ cũng khá là bộn bề, lo công việc. Đầu óc nó cũng khá là nhiều cái mối lo từ rất nhiều phía. Đặc biệt chúng ta thấy ở bên trong của Gò Kim Tinh của những người này, họ có những cái đường nó cắt ngang. Ở đây chúng ta thấy rất sớm, ở những năm trước 30 tuổi, cuộc đời của người này có thể nói rất chung chuyên, vất vả. Tình yêu, hôn nhân lẫn tiền bạc của mình đều có thể nói là làm ra đó nhưng mà không giữ được. Chúng ta thấy một cái đường hôn nhân chỗ này. Đường hôn nhân của người này có khá nhiều đường, nhưng mà nó một cái là nó chẻ, ban đầu là nó có một đường thôi, nhưng về sau nó chẻ ra làm hai. Hai hướng đi khác nhau. Điều này nó tượng trưng cho một cái điều là con đường hôn nhân của người này lúc đầu đi thì nó êm đẹp, nhưng mà sau đó có một cái sự chia rẽ, hai người hai hướng. Nhưng mà có thể dựa vào cái đường chỉ tay này, nó cũng cho chúng ta đoán được một điều rằng là cái cuộc hôn nhân sau này của người này mới thực sự là êm đẹp hạnh phúc, và người này đi lên cũng nhờ vào cái gặp được một cái người chồng khá giả. Đó, về mặt nhân tướng nó cho chúng ta đoán định được những điều như vậy. Bởi vì người này họ có một cái nhan sắc mình chưa có cơ hội thấy được sắc diện, tướng diện, dung nhan của người này. Nhưng mà qua cái tướng tai, chúng ta cũng có thể cảm nhận được một điều, đây là một người phụ nữ có một cái sức hút mãnh liệt đối với những người đàn ông. Họ có khả năng là một người có nhan sắc đẹp, có một cái sự quyến rũ thu hút nào đó. Đây cũng là một cái phước của họ. Chúng ta nên nhớ rằng là tâm sinh tướng. Tâm sinh tướng. Một người mà có một cái tướng mạo đẹp, đương nhiên đó cũng là một cái loại phúc báo của họ. Họ đã từng làm những cái điều thiện duyên. Và quan trọng hơn nữa, cái tâm họ là một cái tâm người lương thiện. Thì cái sắc diện của họ toát ra một cái điều gì đó rất ưa nhìn và thu hút đối với chúng ta. Có những người họ có nhan sắc đẹp nhưng chưa chắc gì có được cảm tình của người khác. Nhưng mà có những người họ không phải là đẹp từ cái nhan sắc, nhưng mà họ có được một cái sự yêu mến, cảm tình, ái mộ rất đặc biệt đối với những người khác. Đây chính là xuất phát từ cái tâm tốt của họ. Họ không chú trọng về bề ngoài, nhưng mà họ nuôi dưỡng cái tâm hồn ở bên trong của họ. Thì những điều này từ năm này qua tháng nọ sẽ nuôi dưỡng cho họ một cái sự thanh thoát nào đó. Chúng ta dùng từ rất khó diễn tả, nhưng mà đại khái là nó làm thay đổi rất nhiều từ bên trong lẫn bên ngoài của những người đó. Chúng ta đi phân tích tiếp.
cái đường trí đạo của người này khá thẳng. Đây chúng ta thấy đường trí đạo rất thẳng, người này cũng rất khẳng khái, nói được sẽ làm được. Họ sẽ không nói hoa la, nói hai lời. Những người này họ có tính quyết đoán. Chúng ta thấy thêm nữa, ở cái ngón cái này của người này cũng khá là to. Người này cũng là một người có cái cá tính, có cái tôi lớn, cái tôi, cái bản ngã cũng rất lớn. Cái điều này mình nghĩ rằng cần phải khắc phục, nó sẽ giúp ích được cho bạn này rất nhiều. Chúng ta thấy thêm nữa, ở cái đường sinh đạo của người này rất rộng, nhưng mà ở bên trong nó cũng có những đường sinh đạo đôi ở đây. Rõ ràng chúng ta thấy những người có đường sinh đạo đôi thì chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Họ là một người rất may mắn, bởi vì đó chính là quý nhân xuất hiện trong cuộc đời của họ. Quý nhân này chúng ta không thể một sớm một chiều mà tìm kiếm có được, cũng không mong cầu mà có được. Chỉ có khi nào chúng ta gieo trồng những cái thiện duyên thì nó biết đi vào nhân quả của chúng ta. Không thể tìm cầu, mà chỉ có nhân quả mới giúp cho chúng ta có được những điều này. Chúng ta thấy đây là một người rất tài. Tại vì sao mình nói như vậy? Thứ nhất, đường trí đạo chúng ta đã nói rồi. Điều thứ hai, chúng ta thấy người này ở cái gò Thái Âm có những cái đường như thế này. Đây cũng là một trong những cái đường có thể nói là đường thiên di, đường du lịch, mà nó cũng có những cái hình con cá mắt cá như thế này. Thực sự đây là những người họ có khả năng thành tựu từ cái việc kinh doanh ở nơi phương xa, có thể ở nước ngoài hoặc là ở nơi một cái tỉnh thành nào khác mà không phải là nơi mình sinh ra. Họ vừa được sự trợ sức từ bên trong gia đình, kết hợp thêm tài năng của họ và cái mối lương duyên ở bên ngoài. Ba yếu tố này kết hợp lại, chúng ta thấy đây là một đường định mệnh xuất phát từ gò Thái Âm ở trên cao, xuất phát rất cao. Người này rất đa tài, họ có thể là một người quân sư rất lỗi lạc. Nếu nói những người mà làm trong quân sự hoặc là tham mưu chiến lược thì những người này họ thực sự rất tài năng, bản lĩnh. Nhưng mà có một điều mình đã nói rồi, những người này tướng tài thì thường họ có một cái tính bướng, tính ngang. Chúng ta thường hay thấy như vậy. Nhưng mà quan trọng là mình nhận ra nó và biết cách khắc phục nó. Còn những người bên cạnh, nếu hiểu được người này rồi, biết cách dùng những người này, thì chắc chắn đây sẽ là một nhân tài thực sự. Là một người mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ điều trong cuộc sống. Chúng ta thấy thêm nữa ở khu vực này, bạn này từ đường trí đạo đi lên, đây chắc chắn là một người rất giỏi trong việc kinh doanh. Bởi vì đường trí đạo nó nói với đường tâm đạo, nó hướng lên đây, nó cho thấy chúng ta được điều đó. Họ chắc chắn sẽ là người rất giỏi trong việc kinh doanh. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta thấy thêm nữa ở khu vực này có vẻ như nó là một cái chữ ít ở đây. Một chữ ít rất lớn. Mà chúng ta đã nói rồi, chữ ít này nó có giá trị rất lớn, cho dù chúng ta nói bao nhiêu, nói đến bao giờ đi nữa thì nó cũng không thể nào nói hết được cái giá trị của nó. Mà có thể chúng ta đại khái một điều đặc trưng nhất của những người này, đó chính là họ có tâm đạo. Mà chỉ cần những người có tâm đạo đi đúng chánh pháp thôi, thì những người này sẽ được thiên long bát bộ thiên thần, nói chung rất nhiều, chư vị phù hộ đi theo giúp đỡ cho những người này. Thiên long bát bộ hoặc là những phi nhân, chỉ cần họ giữ cho mình một cái tâm lương thiện và đi đúng chánh pháp thì họ sẽ được sự trợ giúp rất nhiều. Nếu các bạn không tin, các bạn có thể tự chiêm nghiệm điều này. Những điều này chỉ có sự trải nghiệm và sự cảm nhận thì chúng ta mới
hiểu được điều này. Còn nếu nói một cách chung chung, nói bằng ngôn từ thôi, chúng ta rất khó hình dung. Và nếu không khéo, nó sẽ đưa chúng ta đi đến một cái điều mê tín dị đoan, thì nó cũng không hay. Chúng ta thấy thêm nữa, ở trên gò mộc tinh của người này cũng có những cái đường hướng lên, nhưng mà nó có vẻ như là nó không có được đẹp cho lắm. Những cái đường này nó cũng là một đường tốt, chứ không phải là đường xấu. Mặc dù nó chỉ ảnh hưởng đôi điều nho nhỏ, đó chính là nhiều cái nghịch cảnh, cái chướng duyên ở trong cuộc đời của mình mà liên quan tới con đường sự nghiệp. Có thể có những cái tiểu nhân vân vân, nó làm cản trở, nhưng mà những điều này nó nhỏ thôi. Đối với những người này, họ có một cái may mắn lớn, có công danh địa vị, có chức vụ, và cái hạnh phúc của họ sẽ có hạnh phúc trong việc hôn nhân. Mặc dù chúng ta đã nói ở những giai đoạn đầu, giai đoạn hôn nhân của người này có những biến chuyển nó không vui, không được ưng ý cho lắm, nhưng mà càng về sau chúng ta sẽ thấy được điều này. Đường sinh đạo tuy rằng nó không dài, nhưng mà thật sự mà nói, bên trong của đường sinh đạo, đường quý nhân này nó mới có giá trị lớn. Và ở phía cuối của người này cũng có những cái vân này, đuôi cá, nó giống như là một cái chúng ta thấy đây đó. Những người này thường là họ, về hậu vận của họ sẽ có được cái sự an nhàn, hạnh phúc. Có lẽ như về nhân tướng, nó cho chúng ta biết được một cái tương lai, có thể là người này sẽ đạt được những gì mà như bạn này mong muốn từ lúc đầu mà chúng ta đã phân tích. Chúng ta thấy thêm bạn này có khá nhiều là tài sản đấy. Chúng ta thấy ở những cái khu vực này có rất nhiều cái đường tam giác, vân vân, có rất nhiều cái hình vuông, hình chữ thập ở đây, có rất nhiều. Đây là một trong những nó thể hiện cái khối tài sản của người này. Quay lại khối tài sản thì mình cũng xin nhắc lại đối với bạn này một điều. Hãy nhớ lại câu chuyện từ đầu mình đã chia sẻ về ông trưởng giả kia, rất giàu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cách bố thí, không biết làm cho cái tâm của mình nó an nhàn, hạnh phúc, thì một mai ra đi bất đắc kỳ tử, nó sẽ là một điều hết sức đáng tiếc. Chúng ta thấy về tướng tài của người này rất tài giỏi. Năm nay cũng là một năm, có thể nói 2024, mình nghĩ rằng năm nay cũng là một năm mà bạn này cũng có nhiều cái ý tưởng trong kinh doanh, hoặc là một cái điều gì đó mới mẻ mà trước đây mình chưa suy nghĩ ra. Đó cũng là một điểm đột phá đối với những người này trong năm nay. Nhưng mà mình có một cái lưu ý nho nhỏ thôi, tùy bạn này quyết định. Có thể trong năm sau, năm 2025, nếu có dự định gì liên quan tới làm ăn thì chúng ta nên tính toán cho nó kỹ vào để tránh mất mát. Tài sản của mình làm ra cũng khó, nhưng mà nếu không có một sự tính toán chu toàn mà không may nó mất đi thì nó cũng là một điều hối tiếc. Nhưng mà cái gì nó cũng trong nhân quả của nó thôi. Đôi lúc chúng ta biết trước, nhưng mà chúng ta chưa chắc gì tránh được. Trừ khi mình làm một cái điều gì đó có phúc, thì những điều may mắn đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua. Còn một cái điểm nữa đối với tướng tài của người này mà chúng ta cũng thấy nó cũng là một điểm hay. Ở trên đây chúng ta thấy ở phía cuối của cái đường tâm đạo của bạn này, nó có những hướng xuống ở đây. Đó, có cái hướng xuống quan trọng, cái hướng này. Có một điều chắc chắn rằng nếu như mà đường này nó vẫn còn, thì mình nghĩ rằng về già bạn này sẽ hướng nội, tức là họ sẽ thu mình vào bên trong, tìm cái sự hạnh phúc an lạc từ bên trong nội tâm của mình, đúng theo những gì bạn này đã mong đợi và chia sẻ chúng ta từ đầu video. Đây là một điều hết sức vui mừng. Chúng ta xem sơ qua tí xíu đối với bàn tay trái. Bàn tay trái cũng có khá nhiều đường vân, nhưng mà nhìn qua đây chúng ta thấy có vẻ như có rất nhiều ngôi sao. Có rất nhiều ngôi sao ở đây.
bàn tay mà có nhiều ngôi sao thì chúng ta thấy đây là một người có khả năng. Họ có tích lũy rất nhiều đất đai và điền sản. Chúng ta không còn nghi ngờ điều gì nữa. Chỉ cần nhìn vào điều này thôi, chúng ta cũng có thể khẳng định được những điều đó. Tuy nhiên về cái tâm của họ, về tư tưởng, tâm tư, tình cảm cũng còn nhiều rối ren. Mình nghĩ rằng những cái điều này nó cũng là một điều thử thách. Và chỉ trong những cái điều bất như ý đó trong cuộc sống, nó mới giúp cho chúng ta có được trí tuệ. Còn nếu như mà cuộc sống của chúng ta nó cứ bình thản quá, nó im đẹp quá, thì chúng ta sẽ chìm đắm trong đó. Trí tuệ nó cũng không thể phát sinh. Mà chỉ khi nào chúng ta gặp những nguy nan nghịch cảnh thì chúng ta mới nhận ra được những cái giá trị mà những điều này trước đây chúng ta chưa bao giờ nghĩ ra. Vì đó chính là trí tuệ của mình. Bởi vậy, chúng ta nên nhớ một điều. Trong cuộc sống, nếu có những gian nan bế tắc, thì đó chính là cái cơ hội rất quý để cho chúng ta có thể đo lường được cái trí tuệ và cái sự giác ngộ của mình nó đến đâu. Nói này thì nó hơi quá, nhưng mà mình không biết sử dụng cái từ nào. Cho nên nếu có gì sai thì mong các bạn thông cảm. Nếu trong cuộc sống có những điều gian nan bất trắc đó nó đến với mình, thì mình nên vui mừng nó. Bởi vì nó đến chính là nó giúp cho chúng ta hoàn thiện cái đạo tâm của mình hơn. Rồi các bạn sẽ nhận ra được điều này. Và hy vọng với những lời phân tích như vậy sẽ giúp ích cho bạn này trên con đường về sau. Mình xin chúc cho bạn ấy được nhiều thành công, may mắn, hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống. Mình xin kết thúc cái video tại đây và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.